thoải mái lắm. Ôi, cởi áo ra nó buồn lắm các bạn, nhưng quả bóng này nó đập vào người cảm giác nó buồn buồn, nó thích lắm, sướng rồi. Kiểu như massage nhỉ. Ừ, đấy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại, tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes, chúc các bạn ngày mới vẻ ạ. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái bể bơi, nhưng mà không phải xây bể bơi mới mà là tôi sẽ tận dụng cái bể cũ của bà tôi từ hồi xưa. Thì cái bể này có từ những năm rất xa xưa rồi. Mẹ tôi kể là từ hồi mẹ tôi lấy tới chồng về để về đây ấy, thì đã cái bể này đã được ông bà xây rồi. Tức là cái bể này nó còn lớn tuổi hơn cả tôi. Nói chung là từ năm 70 cơ. Thế thì 50 năm rồi. Nhưng mà cái bể này nhìn cái vân này nhìn mới lắm, hình như hay xây lại rồi anh con. Đây đây đây, không phải vôi như hồi xưa này. Bên trên mới là vôi này. Còn nhưng bên dưới này, bên dưới này hình như là nó chắc hơn rồi, vôi pha xi rồi. Thế nhưng bể này đã được trùng tu rồi sao? Thì hôm nay tôi sẽ quyết định dỡ bỏ cái phần lóc của cái bể ra để làm bể bơi. Đấy. Căn bản cái bể này nó cũng bị dỉ nhiều vết ấy, thì rất nhiều năm nay đã không đựng nước mưa rồi. Thì hồi xưa cha ông ta hay có truyền thống là hứng nước từ trên mái nhà xuống là nước mưa phải không? Thì sẽ cái bể này sẽ chứa nước mưa. Nhưng mà bây giờ nước sạch nó đã phổ biến rồi, cái bể này cũng không còn dùng nữa rồi. Từ rất lâu nhiều năm nay rồi. Thì hôm nay tôi sẽ quyết định dỡ cái mái đi để làm cái bể bơi. Thì cái bể này của bà tôi cơ. Ô, bà ơi, con xin phép bà nhé, cho con dỡ cái lóc nha nhé. Con xin phép trong video. Bà tôi đang đi chơi không có nhà. Trêu tất cả các bạn thôi, thực ra tôi cũng nói qua bà tôi rồi là cho con dỡ cái phần lắp trên này ra để làm bể bơi rồi, tôi cũng nói qua rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành dỡ cái lắp này nhá. Cái bể này nó xây bằng vôi nên nó rất là dễ bỏ ra này. Cái gạch hồi xưa cũng mỏng dính các bạn này. Cái viên gạch hồi xưa mỏng dính luôn này. Buồn cười chưa? Trong mấy phút mà chúng tôi đã dỡ được rồi. Căn bản là cái này từ hồi xưa là xây bằng vôi ấy, nên rất là dễ tháo. Đấy. Chỉ mất mấy phút thôi đã dỡ được cái lóc bể rồi. Vậy là đã hoàn thành cái bể bơi nhá các bạn nhá. Sạch sẽ rồi, đẹp đẽ rồi. Thì bể bơi này có chiều dài độ khoảng 2m và chiều ngang khoảng độ 1m1. Nói chung là bể bơi này cũng bơi được. Bây giờ nóng quá rồi, bây giờ phải bơm nước vào tắm luôn, bây giờ nóng quá rồi. Ui nóng quá, trời nóng quá, bơm nước vào, bạn nước, Vinh. Và đây là hơn 5.000 trái bóng bay, tôi sẽ dồn nước vào để thả 5.000 quả bóng bay này vào trong bể bơi đấy để tắm cho nó thú vị hơn. Chứ bể bơi thường thì tắm không thích lắm. Ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành là dồn nước vào 5.000 quả bóng bay này, hơn 5.000 quả nhá. Chỗ này là hơn 5.000 quả các bạn. Trời ơi, bơm đến bao giờ mới được 5.000 quả bóng bay đây. Ủa, quả bóng bay đẹp nhỉ, đẹp thế. Anh Sơn, anh Sơn kiểu đùa đi, rất dằn mặt đấy. Dằn mặt thế nào, mày cho mày đập này. Đấy. Dồn có được mấy trăm quả thôi mà đã hết thầu để đựng rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đổ cái bóng bay nước này vào trong bể bơi luôn để lấy thầu để đựng ấy, chứ hết cái để đựng rồi. Ui nhìn phê đấy. Ủa nước mát thế. Nước này là nước giếng tôi máy từ dưới lòng đất lên ấy. Nước rất là mát. Ui này, nhảy vào tắm thì phê, phải biết đấy. Bơm đủ 5.000 quả bóng bay. Bây giờ tôi sẽ vào trong bể bơi và hưởng thụ phá tan cơn nóng mùa hè. Ui giời. Ui mát quá. Xuống từ từ thôi. Bên dưới là bê tông đấy. Bê tông đây. Ok, bây giờ anh cô sẽ mà
Anh có má lắc, má lắc rồi ngụp xuống đây, những quả bóng bay này nó đập vào người kiểu như là được mát xa ấy, hiểu không? Ui sướng lắm thật. Rồi Vinh cởi quần áo thử không? Vinh bé nào. Các bạn nhìn trên bề mặt thì nó ít như này thôi, nhưng thực ra là khi các bạn vén ra rất là nhiều bên dưới. Đáy rất nhiều. Các bạn là 5.000 quả nó xếp thành nhiều lớp cơ. Chứ chứ này kéo ra nó vẫn còn cơ các bạn ở dưới đáy, hiểu không? Chứ các bạn nhìn trên bề mặt nhìn tưởng nó ít nhưng thực ra là rất nhiều. Quay bằng bằng iPhone ấy nhìn anh cô trắng trẻo lắm. Trắng trẻo được trai hả? Vinh chỉ ra đây cho cái trắng trẻo không? Vinh rồi. Trắng trẻo hơn. Quay bằng iPhone cảm giác là da mặt trắng trẻo hơn. Đẹp trai hơn à? Vinh đẹp trai đấy. Anh em mình ngụp thi không? Sướng nhảy mắt. Vinh tuổi gì? Nào ngụp thi thử ngụp cho mà. Kéo gì? Không kéo gì mà thử ngụp thôi. 2, 3. Xong quay về đầu này, đến quay không nữa nhỉ? Ngụp lâu ghê nhỉ? Đâu mất rồi? Vinh sáng bỏ ra, kéo nó ngụp. Nếu ai sẽ người chiến thắng đây? Vinh nhìn nẻ ngực nó to, khả năng nó cũng chịu được. Ui, anh cô đùa. Cắm đầu xuống. Ôi. Sướng thế các bạn ơi. Mát đấy. Bốn anh em trong một bể bơi về tí. Nhưng mà rất nhiều bóng bay. Các bạn ơi, anh cô này tạo sóng này. Nếu chúng tôi tạo sóng nhà bóng bay đập vào người rất là thích. Kiểu như mát xa ấy. Ôi, nhẹ luôn nhẹ. Kiểu như là có những quả bóng bay nó đập vào người rất là thích các bạn ạ. Kiểu như mát xa, thích không? Mát xa, không khác gì mát xa. Bóng bay nó đập vào người. Ôi, bây giờ bố em mình thi ngục đi. Ờ, thi ngục đi. Thi ngục đi. Ok, xem ai thắng nhá. 2, 3. Nó nổi lên không như thế nào ở dưới được các bạn. Mấy anh bán một cái gì khó ăn dễ thế nhỉ? Mình nổi người lên không chịu được. Lâu đấy, thằng Vinh rồi. Túm đầu thằng Vinh ạ. Túm đầu thằng Vinh kéo em. Mình mới là tên gì? Yeah. Đẳng cấp người mình mới vẫn có đẳng cả đẳng cấp. Em có chịu tí lứa nào đấy. Không lên em biết anh lên thì em lên chứ. Anh nghe tiếng anh lên thì em đấy, lên. Anh như thế anh nghe thấy như là hai người lên sáng lên đầu tiên một người lên đi. Sao đến Vinh, trong này anh con kia. Anh con lên trước xong em tưởng anh lên trước, anh lên rồi xong em lên. Anh tất nghe tất cả mọi người lên thì anh mới lên, không anh còn ở nữa. Em còn ở nữa cũng được, tại vì anh côn nhà thầy thì anh côn mới lên. Thì em anh ngủ thi không? Vinh nó thua rồi, nó không tâm phục khẩu phục là cho nó thêm cơ hội. Không, em không phải anh em thi đấu lại thì. Em không phải là thua, em không phải nói em không phục. Nào thì lại. Tức là tôi chiến thắng rồi nhưng mà Vinh thì không phục, tức là muốn thi lại thôi. À đấy, rồi, có trọng tài rồi, 2 trọng tài rồi. 1, 2, 3. Xuống. Đã bảo để anh đếm rồi cứ xuống đi lại rồi. À anh với sáng lọc kèo không? Em phe nào xem ai thắng? Quá lắm. Kèo này chơi được. Kèo hơi chơi. Kèo này có vẻ hơi khó. Khó nhai lắm. Chứ 5-5 ai cố đấy đâu. Nếu mà hơn thua nhau chỉ người lên trước người lên sau là rất ấy thôi. Gần. Rất gần. Anh Dưỡng sắp lên rồi. Vinh chửi mắt. Anh Dưỡng đảo đẩy em người lên. Lại đẩy. Không biết Vinh nhảy thua đâu. Vinh nhảy vẫn không phục lại thi đấu tiếp nào đâu, mỗi đường một góc. 1, 2, 3. Vinh mà hơn thua vẫn không phục là xem lần thứ 3 này. Hai lần trước Vinh đảo lên trước mà Vinh vẫn không phục. Cho lần thứ 3 xem ai là người chiến thắng. Vinh đang sủi bọt rồi các bạn ạ. Ai mà sủi bọt trước ở dưới lên trước á. Sủi bọt là há mồm ra thở các bạn.
Vinh sụt bọt lắm rồi. Sáng có thấy Vinh sụt bọt không? Mà xem ai là người lên trước. Không, con Vinh hơi nó cũng quên ra khỏe đó. Đấy, Vinh ơi, lần này này em hết đấy nhá. Ở giữa cái thò đầu kìa. Thò đầu gì, thò đầu không? Thò đầu cả gì. Ơ rồi, em thua. Thò đầu em vẫn ở mồm em dưới, mũi em ở dưới, thì tóc nó ở lên. Khắc phục chưa? Một rồi. Ba lần nhá. Ba lần rồi. Vinh này nhẹ thua 2 lần rồi vẫn còn không phục. Lần thứ 3 là phục hẳn nhá. Phục hẳn chưa? Thôi. Chiều tiếp chứ. Thôi. Thoải mái lắm. Ôi, cởi áo ra nó buồn lắm các bạn. Những quả bóng này nó đập vào người, cảm giác nó buồn buồn, nó thích lắm. Sướng rồi. Kiểu như massage ấy kìa. Ừ, đấy. Bây giờ còn một trò nữa. Bây giờ bố anh em mình cùng cho tay lên xem nhấc được bao nhiêu quả bay lên. Okay. Xem là ai nhiều nhất người chiến thắng. Tôi sẽ người chơi đầu tiên đấy các bạn nha. Ừ, ôm đi. Bằng... Rồi. Này thấy không? Đây anh dước xong rồi này. Rồi xong rồi. Đếm rồi đếm. 1 A Vinh đếm. 2 Em quay đây. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 giơ tay nó to lên nào. Quên con trời luôn. Quên con ngựa ơi. Mấy quả dứa có hôm nào nhiều đấy. Đẳng cấp này phải khác chứ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 quả. Hôm nào 23 quả rồi đấy Vinh. Vinh. Anh em gom hết là cho Vinh nhá. Được. Riêng Vinh nhẹ tôi đoán chỉ vút được 5 quả đấy. Thật, tôi nói thật. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Rồi là không tính. 3 4 5 6 quả. 5 6. Ờ thế quý anh cũng hại được Vinh à? Anh mấy anh mấy à? Anh 11 cơ. Anh 11 là anh 5 cái gì? Rồi về đến sáng. Sáng xong rồi. Chơi trò này khó phết nhỉ. Ờ ta ta giữ nó gom cái gì mà hai mấy quả ra? Chả những người đẳng cấp nó phải khác chứ nào. Ồ, sáng xong nhiều đấy. 1 Sáng nhiều đấy nhỉ. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 quả. Ôi. Chiến lược thì bằng anh Dương. Vậy là tôi lại chiến thắng anh tiếp. Vui quá. Trò chơi gì tôi chiến thắng à? Vậy là kết thúc clip làm bể bơi và cũng cùng 5.000 quả bóng bay lướt. Thì nếu mọi người thấy clip hay cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn nhé. Đăng ký đâu? Thật tự chú làm việc. Cảm ơn các bạn xem clip rồi. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.